ai đó nói rằng hạnh phúc là sự lựa chọn. Tại Phúc Hưng Golden, chúng tôi hạnh phúc khi được mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và lời cam kết cùng nhau xây dựng một cuộc sống viên mãn. Phúc Hưng Golden, nơi câu chuyện an cư được tạo nên bởi vị trí, kiến trúc, tiện ích hiện hữu trong chính ngôi nhà của bạn. Với quy mô hơn 52 hectare và hướng trọn những lợi thế về tự nhiên cũng như lợi thế của sự phát triển đô thị, Phúc Hưng Golden sở hữu vị trí vàng khi nằm liền kề quốc lộ 13, quốc lộ 14 và các khu công nghiệp lớn. Từ Phúc Hưng Golden, cư dân chỉ mất chưa đầy 5 phút để đến khu công nghiệp Minh Hưng Hàn Quốc, khu công nghiệp Minh Hưng 3, khu công nghiệp Shikiko Nhật Bản, khu công nghiệp BKMS Bình Phước, giúp cho cư dân thuận tiện và chủ động nhiều hơn trong sinh hoạt và làm việc. Trong bán kính 1 km từ khu đô thị Phúc Hưng Golden, cư dân có thể tiếp cận với chợ Minh Hưng, siêu thị Bách Hóa, trường học các cấp. Ngoài ra chỉ mất khoảng 10 phút để đến trung tâm hành chính huyện Chân Thành. Điểm sáng giúp cho Phúc Hưng Golden được các nhà đầu tư lựa chọn trong vô số những dự án cùng phân khúc chính là vị trí giao thông mang tính kết nối đặc biệt. Đại lộ Minh Hưng Dầu Tiếng xuyên dự án là trục chính đi qua các khu công nghiệp lớn đến hồ Dầu Tiếng, kiến tạo tuyến giao thông đẹp của vùng. Việc di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phúc Hưng Golden vô cùng thuận tiện với hai tuyến đường chính là quốc lộ 13 và tuyến Mỹ Phước Tân Vạn. Đặc biệt hơn khi tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Chân Thành khởi công và đi vào vận hành sẽ rút ngắn thời gian và lộ trình từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Dương, Bình Phước và nâng tầm giá trị bất động sản khu vực. Đây sẽ là dự án giao thông trọng điểm huyết mạch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội liên vùng. Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ tạo động lực lớn cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tọa lạc giữa lòng thủ phủ công nghiệp, tiếp cận dễ dàng với các tuyến đường huyết mạch, cao tốc. Thế nhưng Phúc Hưng Golden vẫn kiến tạo được những mảng xanh trong lành đến từng không gian sống. Dự án được tạo nên bởi sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc mang tính biểu tượng và vẻ đẹp thiên nhiên, đem đến một không gian sống thoải mái, bình yên giữa lòng đô thị. Dự án Phúc Hưng Golden được quy hoạch gồm 4 phân khu chính: phân khu Golden Shield, phân khu Golden Center, phân khu Golden Valley, phân khu Golden Park. Phúc Hưng Golden tự hào là khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên và sở hữu nhiều hệ tiện ích nhất tại khu vực Chân Thành, với hệ thống công viên cảnh quan quy mô được thiết kế hài hòa ấn tượng. Trải nghiệm dịch vụ mua sắm giải trí tại trung tâm thương mại Luxury Mall, quy mô hàng đầu Chân Thành, Bình Phước. Không gian học tập chất lượng cao với hệ thống trường học các cấp từ mầm non đến trung học cơ sở, bệnh viện ngay trong khuôn viên dự án với hệ thống trang thiết bị cao cấp, đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm. Hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao bền vững. Khu vực chợ tọa lạc trong khu đô thị được quy hoạch khang trang hiện đại, giúp cư dân thuận tiện mua sắm. Khu clubhouse và giải trí đảm bảo cho việc vui chơi của các gia đình theo phong cách hiện đại và tối ưu tiện ích. Tất cả tạo nên một bức tranh tổng thể hài hòa, mà trong đó chất lượng sống và sự hài lòng của cư dân là những giá trị cốt lõi đi đầu. Phúc Hưng Golden tiên phong cho một phong cách sống mới. New Life, New Style.